Ở đâu chị? ở bên đó đó, bên cái bên đầu bên đó đó, ông cũng bán vé số. Sao chết? Vé số kiểu như chắc là nhậu nhiều hay sao á rồi chết. Rồi cứ về cái bữa đầu tiên em về đây ở này là cái ông nói có còn cơm nguội không, cho chén cơm nguội, đói lắm rồi. Cái em biết lúc đó là chồng em còn ở đây, Chị thấy em rõ ràng luôn thấy rõ ràng trong gậy mà cả mưa á, hả? sợ lắm. Nhưng mà cũng mình không có đất có đai là mình cũng Rồi ráng cảm giác ở. chị sao không nói Lúc đó cũng sợ dậy mới nói với chồng ơi có người ta xin cơm, cái chồng nói thôi đến sáng giờ đi chợ rồi mua đồ cúng cho anh ta. Từ đó là em cúng là cũng thấy nhưng mà thấy ít. người ta đồn ở đây là nhà này có ma. Bé dắt mình vào đây để chia sẻ cái căn nhà này. Người ta mới dọn đi thời gian cũng gần đây thôi. Đây là cái nhà bếp, ở trên đó là cái nhà lớn mà thường người ta sinh hoạt hay sống ở đây. Tại sao người ta không dám lên nhà lớn? Tại vì trên nhà lớn người ta gặp rất là nhiều lần, gặp ma ha. Thì người ta nói là ngủ ở đây cũng gặp luôn. Cho nó người ta cuốn đồ người ta đi hết rồi, giờ bỏ lại thành căn nhà hoang. Có gì trong đó không? Có công an nữa. Có không? Cái gì? Có chị dám dắt em vô không? Chị dám. Ok ha. Đấy, đấy đây, đây, đây. Xin chào, rất vui được gặp lại quý khán giả trên kênh Chúc Cùi Vlog. Kính thưa quý vị, lúc này thì Hậu đang có mặt tại nghĩa địa Chiều Châu, tại thành phố Sóc Trăng. Hôm nay mình có dịp để theo chân một người chị gái này để bước vào bên trong cái khu rừng, cũng như là tìm hiểu khám phá một cái căn nhà hoang mà được bà con ở đây người ta đồn thổi rất là nhiều về căn nhà này có ma, chủ nhà ở không được, người ta dọn đi hết rồi. Và những cái câu chuyện ly kỳ ở trong cái căn nhà hoang là như thế nào, mời quý khán giả chúng ta theo chân của mình để đồng hành với mình để cùng đi theo cái người chị gái này bước vào bên trong cái căn nhà hoang này như thế nào ha. Nghe nói có rất là nhiều người đến đây chia sẻ, nhưng mà có một số người cũng chạy bỏ dép luôn đến để thám hiểm cũng như là tham quan vào ban đêm, thì bị nhát rồi bị ma hù dọa cho nên là quảng hồn chạy bỏ dép bỏ ba lô luôn. Không biết cái thật hư cái câu chuyện nó như thế nào, mời quý khán giả chúng ta cùng theo chân của mình ha, để đồng hành với mình để vào bên trong này xem thử coi cái căn nhà hoang này như thế nào. Mình đang chạy trên một cái đường đan nhỏ, thì bên tay trái của mình á là từ đầu lộ đi vào bên trong rất là xa, toàn là nghĩa địa dành cho người Chiều Châu. Khúc này thì mình thấy đường nó hơi trắc trở hơn rồi nè, toàn là những cái kênh gạch nhỏ rồi chạy theo cái con đường nhỏ này vào bên trong cái khu vườn cây này nè. Hôm nay có dịp về Sóc Trăng ha, mình sẽ khám phá cũng như là tìm hiểu những cái địa điểm tâm linh ở đây, chia sẻ cho quý khán giả mình chúng ta cùng xem. Căn nhà hoang này được đồn thổi rất là nhiều, có những cái hiện tượng ma quái ở trong đây. Rồi chủ nhà ở không được, sau đó người ta bị nhát nhiều lần quá, người ta sợ, sau đó người ta cuốn gói đi nơi khác rồi. Theo chị gái này sẽ vào bên trong để cùng tìm hiểu khám phá ha. Không biết thật hư câu chuyện nó như thế nào, nhưng mà nghe nói ở đây là cũng có rất là nhiều những cái kênh YouTube đến đây chia sẻ, nhưng mà thật hư câu chuyện không biết nó có đúng sự thật hay không. Thì hôm nay mình sẽ được chị cũng như là con của chị này nè sẽ hướng dẫn cho mình cũng như là giúp mình hiểu rõ hơn về cái hiện tượng ở nơi đây. Chào cô chú anh chị các bạn, này mình đang đi trên một cái khu đất sình lầy giống như đám rừng, cỏ mọc tùm. Không biết mình đang đi đâu luôn. Vô khám phá một cái nhà hoang nằm ở giữa rừng luôn. Đường đi rất là phức tạp, hiểm trở. Chắc là nơi đây không ai hết. Gì vậy? Gì mới vô nghe tiếng động à? Nhưng mà cái nhà này là bỏ hoang bao lâu rồi? Con dắt chú vô đó tham quan được không? Ừ, cảm ơn con nha. Nè. Lúc trước thì cũng có người ở, mà về sau này thì con nói chuyện người lớn ta chứ. Kêu là có ma. À vậy hả? Dạ, cho nên ta không có. Ở đây địa chỉ ở đây con nói cho mọi người nghe được không? Dạ, cái này là trong nhà Tỳ lúc trước. Nhà Tỳ. Dạ.
Cái nhà này của người Khmer hay là người Việt ha? Dạ chắc người Khmer. Mình đang đi đồng hành. Ngôi nhà này người ta không ở bao lâu rồi con? Dạ người ta ở mới đây thôi, năm 2020 thôi, Sao nhưng người ta bỏ mà đi? dạ người ta ngủ ở đây nè, xong rồi người ta kêu là tối người ta ngủ thì người ta thấy cái bóng đen đi qua, rồi người ta bật đèn lên thì không thấy ai. Ở hồi trước cho anh hỏi là ở đây ngủ nhiều không? Có người sống ở đây nhiều không? Hai ba người Dạ hả? có hai người thôi, có Hai hai vợ người, chồng. hai vợ chồng. Dạ Không có điện nước gì luôn hả? dạ không, trong này là không có điện nước. Hai vợ chồng chắc cũng lớn tuổi. Dạ không, cũng trẻ, Ủa, chắc năm hai mấy 30 đúng cặp kè quá trời luôn nè. không? Đúng rồi. Con có thể dắt cho họ vô đó được không? Mình có thường đi vô trong đây không? Dạ không, con sợ cho nên là con Bữa dám nay có chú đi rồi con mới đi theo đúng không? Con tên gì nói cho mọi người biết được không? Dạ con tên Ngọc. Ngọc, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13. À, con sống ở gần đây luôn hả? Ủa vậy hồi trước lúc trước là cái cửa đó cửa chính đúng không? Dạ không, cái này là cửa sau. Cửa sau à, nhìn 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 cứ tưởng khúc nó cửa chính không Cửa biết. chính thường quay về Lúc đây. trước là có cái bàn thờ ở đây mà giờ mất tiêu rồi. Đền thờ. Sao vô đây thấy lạnh lạnh giò quá. Nhưng mà bình thường là con không dám vô đây đúng Dạ không. không? Ở đây người ta gọi căn nhà này căn nhà quan. Dạ, căn nhà này lúc trước là cũng có người ở. Sau này là người ta không xài tới sử dụng nữa là người ta bỏ hoang. Xong sau đó là có hai vợ chồng đó ở, người ta nói là có mang người ta không ở thì người ta ở chỗ khác. Ta gặp cái hiện tượng đó bao nhiêu lần không? Dạ, người ta nói là cũng nhiều. Tức là ta sống ở trong đây ta thấy có một cái bóng đen qua lại hoài. Cuối cùng ta sợ ta bỏ đi không ở đâu. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ở đây con có tin không? Con nghe con thấy không? Dạ, chắc tin, con sẽ tin. Tại vì con hay đi xịt chung với ba con đi qua đây á. Vậy là ban đêm á hả? Dạ đúng rồi, tầm khoảng 1-2 giờ sáng á, thì con đi thì lúc đó là con có đi xịt ở trong cái hồ bên ao bên này. Thì đi xịt thì con thì cứ lơ quơ dõi chúng vô cái con tắt đèn, cha con kêu tắt đèn đi. Bắt đầu con tắt con mới nhìn vô thì con thấy cái bóng trắng, con nói, ủa ai ta. Cái xong bắt đầu là con dõi vô không thấy ai, bắt đầu con sợ Trong á. nhà này luôn Nhìn thẳng cái nhà này. Dạ đúng rồi, Trời ở ơi. trước hiên này luôn. Tôi thấy nổi óc gì. Thấy lạnh người quá. Cái gì vậy? Có cái tiếng động ngộ ngộ nữa kìa. Cô chú anh chị em mình có thể là hôm nay mình được bé Ngọc chia sẻ cho mình về cái ngôi nhà hoang. Thì mưa cho nên là nó cỏ nó tùm Chắc hơn. có nghĩa là sau này ít nhà trong đây Dạ đúng rồi. thì không có ai vô đây nữa, bụi rậm cây Con năm cối. nay nhiêu tuổi rồi Ngọc? Dạ con 13. 13 tuổi rồi mà còn đêm đi xịt với ba luôn hả? Dạ đúng rồi. Đi ngang cái căn nhà này thường xuyên không? Dạ ít khi lắm, tại con nói với cha con thì cha con cũng nói, ừ rồi xong không có dám đi mày nữa. Ba tuổi Người ta đồn ở đây là nhà này có ma. Dạ đúng. Không, cũng ít người thấy lắm. À, tức là người nào học mới được thấy đúng không? Rồi người ta mới về đi hay không? Dạ người ta mới vừa đi đây thôi ạ. Cắt này là của người ta luôn hay là ở đậu? Dạ của người ta. Nhà này dột hết rồi. Ngày xưa bé ơi, bé Ngọc ơi, ngày xưa người ta ngủ đây hả con? Ngày xưa người ta ngủ đây người ta nằm thấy hả? Dạ đúng rồi, hồi xưa người ta không có dám ở trong này, người ta ngủ góc đó đó, người ta sinh hoạt cái đó luôn. Ủa hồi xưa người ta ngủ đó là ngủ trên cái giường hay là sao bé? Dạ cái nhà người ta lấy cái miếng đệm á, người ta trải Lót người mà ta đó nằm. ngủ chứ không ngủ trong nhà lớn này. Dạ Ta không. không dám vô nhà lớn này. Wow, giờ trong nhà này có vấn đề. Có thể hồi xưa phía sau là cái gian bếp đúng không? Dạ đúng rồi Gian bếp chắc. phía sau. Dạ. Cô chú anh chị em thân mến, hôm nay lúc này mình đang có mặt ở tại một cái khu giống như một cái khu rừng á, rất là hoang vắng, thì có một bé Ngọc, bé dắt mình vào đây để chia sẻ cái căn nhà này. Người ta mới dọn đi thời gian cũng gần đây thôi. Đây là cái nhà bếp, ở trên đó là cái nhà lớn mà thường người ta sinh hoạt hay sống ở đây. Tại sao người ta không dám lên nhà lớn? Tại vì trên nhà lớn ta gặp rất là nhiều lần gặp ma ha, thì người ta nói là ngủ ở đây cũng gặp luôn. Sau đó người ta cuốn đồ người ta đi hết rồi, giờ bỏ lại thành căn nhà quan. Thì hôm nay được bé Ngọc chia sẻ nè. Con đi xe với ba ban đêm theo mấy đường này hả?
Dạ đúng rồi. Có cá không? Có cá nhiều không? Dạ không, cũng đủ ăn chút. Ừ. Nhà con gần đây không? Hay là chỗ đó đó? Dạ, nhà con ở bên này. Gần nhà con có nhà nữa không? Dạ, có nhà chú đó nhưng mà kiểu chú đó bị trầm cảm, ít nói lắm. À vậy hả? Với lại có một cái cô đó kiểu như là con nghe mấy người cô ở đây nói là cô đó bị học lớp 9 rồi bị yêu đương rồi bị dính bồ yêu. À. Tới giờ bị điên khùng luôn. Gần chỗ con luôn hả? Gia đình khá giả không là khổ? Dạ, cũng khổ. Khổ tao mới vô đó ta ở đó. Thấy thương quá. Lúc bà tỉnh thì có lúc bà tỉnh thì bà nói chuyện bình thường lắm, còn lúc mà bà lên cơn rồi nói chuyện không mấy mai, bà tỉnh nói chuyện bình an luôn rồi. À, tức là bị có giống như có người dựa. Dạ đúng rồi. Con là người Kinh hay là người Khmer? Dạ con người Kinh. Kinh sao giống người Khmer thế? Tại con đen. À, vậy phải dễ thương lắm. Chứ mình, con mình là sâu người vào Kinh. Đây chút. Ê, nhiều mới thấy cái gì phát ngang. Cái bóng của mình. Cái chỗ này là được chủ nhà người ta nhìn cũng thấy nhiều lần nhất. Có nhiều người quay xong rồi họ có nói là họ cũng đó, họ nói trên mạng là họ nói sẽ họ thử thách ở đây. Cái con mới chọc nó, chú có dám ở không? Cái xong mà bữa đó chú đó cũng có đi với con nhưng mà không có quay. Đi với con đi vô này coi là tham quan cho kỹ hơn thì con nó trời sao chú ghen quá, con không dám đi. Bắt đầu chú đó đi một mình luôn. Xong hồi đó chú đó chạy về hối hả hả chú. Ủa gì vậy chú, chạy gì mà chạy dữ hả? Chú đó nói là trời ơi, mau rồi phóng xe đi luôn. À, tức là chú đó mạo hiểm vô đây mình anh quay. Dạ đúng, không rồi. Không hề quay, chú đó không hề quay. À, vô tham quan thôi. Dạ chỉ là vô tham quan rồi cầm cái đèn của con là đi vô tham quan thôi. Ban đêm luôn hả? Dạ đúng. Trời ơi. Chắc chú đó cũng dự định tham quan trước rồi mới quay. Dạ đúng rồi. Chưa kịp quay. Chú đó muốn thử thách mình như thế nào. Nhưng mà không ngờ là bị nhát chạy luôn. Chú đó kêu trời ơi má bắt đầu con hỏi ủa gì chú mà chạy dữ vậy, bắt đầu chú đó kêu trời ơi ma hù trời ơi, bắt đầu cái con cái cha con mới nói trời ơi bình tĩnh đi có gì đâu sợ bình tĩnh. Cái xong thì chú đó mới nói là trời ơi mà nó xả tóc rồi đứng bên góc nhà trời ơi sợ quá. Một đêm ở đây luôn hả? Dạ. Trời ơi, dám vô đây mình ăn một đêm. Bé gái kể lại sự tích. Anh chàng này cũng hay thiệt á. Thật là kinh khủng. Xong rồi chú đó là chú đó mới sợ, chú đó chạy đi luôn, bỏ ba lô đó sáng bắt đầu. Vậy hả? Bỏ ba lô luôn hả? Bỏ ba lô luôn. Sáng ngoài lại lấy ba lô. Bỏ của chạy lấy người. Câu chuyện nó xảy ra bao lâu nè con? Dạ chắc cũng được năm mấy rồi. Năm mấy rồi, cũng mới đây. Cô chú anh chị em nghe bé Ngọc mới chia sẻ không? Thì có một anh đó là không có làm YouTube, không có quay. Định là dắt ba lô vô đây ban đêm mượn cái đèn của nhà con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vô đây để mà khám phá thử nghiệm thử. Thì không ngờ là thấy một cái người xả tóc dài đứng bên hông. Dạ, quảng hồn bỏ chạy ra, bỏ cái bị đồ đây luôn. Dạ, rồi tới nhà con này ba con mới kêu lại bình tĩnh lại. Con kêu là bình tĩnh lại, không có gì hết hổn đó. Là mày càng hoảng là nó càng đi theo mày. Bắt đầu chú đó ngồi im một lúc, hồi lâu cần 2 tiếng mấy. Xong bắt đầu là chú đó mới hơi anh em về nha, chị em về nha, bắt đầu về là bỏ ba lô đó đi luôn. Con có kêu chú ơi quên ba lô này, chú là sao á, không quay lại. Cái gì ba lô hả? Bỏ ba lô ở trong nhà của bé. Dạ. Tới giờ luôn hả? Dạ không, cái xong rồi qua tới tuần sau chú đó chạy lại chú đó bé cho chú lấy ba lô, nó chờ chú đó làm gì sợ chứ à? Chú đó chờ bị ma nhát mà không sao, chú đó chạy đi luôn. Trời, hay ha. Đây cũng là lần đầu tiên mình được bước vào căn nhà quan nằm ở trong một cái khu rừng luôn, bên hông toàn là nghĩa địa. Mà được nghe kể rất là nhiều lịch sử về đây này, rất là gùng gợn luôn. Tại sao ngày xưa là người ta lại chọn cái địa điểm này đã ha? Không hiểu luôn. Có một cái bụi tre đi gian như một cái bức vẽ trên cái bức tường ở trong trước chỗ để thờ. Ở đâu? Bụi tre ở trước đó. Chú có thể mở cửa này, chú có thể mở cửa này nhìn thấy luôn. Đâu đâu Ngọc, con dắt cái gì? Dạ làm gấp gấp thì chứ. Bụi tre hả? Dạ đúng. Ở đây có màu mã gì không? Dạ lúc trước là có cái ấy, còn là không có. Cái gì? Cái sao này? Cái bàn thờ hả? Tre. Dạ chắc bà bàn thờ cũng địa. Bàn thờ thiên vậy thôi.
cái bùa tre ngoài đó. Dạ đúng. Rồi được vẽ, được vẽ trong vách nhà là đâu? Ở vách nhà bùa tre luôn hả? Ủa cái này vẽ chứ không phải, cái này ta dán mà. Người ta ảnh vô. Có khuôn ta ảnh vô. Nhưng cái nước là nước sơn. Sơn đúng rồi. Có khuôn ảnh vô. Con sống ở đây con sợ không? Nói thật đi, sợ không? Dạ cũng có. Nếu mà mình anh con không có chú hậu vô đây con dám vô không? Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ con có đi học. Sao không đi học? Gia đình thiếu điều kiện. Thiếu điều kiện. Con có thể dắt cho mấy chú đi lại nhà con được không? Dạ được. Xem hoàn cảnh sao ha. Dạ, giờ mình sẽ theo bé Ngọc đi đến nhà cô bé luôn. Một cô bé rất là thật thà, rất là dễ thương. Có ba con ở nhà không? Dạ không, cha con đi làm ăn xa. À, mẹ có ở nhà không? Dạ mẹ có. Mẹ con mới chạy xe vô đúng không? Dạ đúng rồi. À. Đây là cô chú anh chị thấy mấy cái đường mình đi vô nè. Gừng gú không mà trong đây không có căn nhà nào hết. Trong nhà này mình phải đi lẹ chứ mình không dám đứng gần, đứng lâu. Rồi cô chú anh chị mình có thể đi theo cô bé Ngọc ha. Đi chậm chậm Ngọc ơi. Ủa con được bao nhiêu anh em Ngọc ha? Dạ nhà con ba chị em. Ba chị em mà con là thứ mấy? Dạ con thứ ba. Thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba út hả? Ủa tức là giữa đúng không? Dạ đúng. Còn anh con hay là chị? Chị con thì đi làm ăn xa ở trên Cần Thơ. Không. Ủa dạ. Mẹ con phải không? Dạ đúng rồi. Chào chị. Ủa muốn qua nhà chị đi đường nào chị? Đi vòng đó. Đi đây thẳng qua luôn. Đi Ngọc con dắt đường nào đi. Qua tham quan nhà chị được không? Bé dễ thương quá, nói chuyện dễ thương, thật thà quá. Ủa, trời ơi. Chứ có cái cầu mà người ta cưa. À, bên đó có đường xe đi hả? Dạ không, người ta đi chở lúa. Ủa cái này qua đây luôn. Có đường nào tiện hơn nữa không? Tiện hơn thì đi đường vòng. Đó rồi, đi đường này đi, chịu khó đi. Tội nghiệp quá. Hằng ngày con đi với ba đi xe hả? Dạ. Cha con nay làm sao có đi xịt nữa. Ôi chết à. Ôi chúa ơi, giò cắn. Nước không. Lỡ rồi đi luôn. Cái này là cạn rồi đó chú. Mình đi theo chân một cô bé 13 tuổi. Tại sao mà con không nói là con không đi học được thì nhà gia đình con khó khăn đúng không? Dạ. Ở sống ở trong mấy cái chòi này hả? Dạ, phía bên này là lúc trước là có cái bạc. Còn bên đây là làm gì? Dạ, cái bếp. À, cái bếp mình... Dạ. Cái này là nhà nước cho mình ở hay là mình tự cắt? Dạ, cái này là ở đại. Ôi ôi, cô chú anh chị em ơi. Giữa cánh đồng luôn, giữa một khu rừng luôn, có một cái gia đình. Không, tội nghiệp quá. Trời ơi, sống ở đây hả chị? Dạ. Giờ còn mấy mẹ con? Ba mẹ con. Chị với bé này, còn bé lớn đi làm bé rồi. Nhỏ, bé lớn đi làm. Ủa, phía sau này mình nuôi cá hay sao chị? Chào con gái. Không có cá. Hello con. Tại mình không có vốn nuôi. Dạ. Bên kia mấy con làm gì đó? Bên đó là ruộng. Ruộng. Dạ. Bên đó là ruộng. Ủa sống đây là mình sống bằng điện bình hả chị? Dạ, sống bằng điện bình đó ai. Trời ơi. Khổ lắm anh em. Ủa, có năng lượng mặt trời không chị? Không. Nhà cửa không có gì chơi cô chú anh chị em ơi. Chỉ có đi sạc vậy thôi đó. Sạc bình này để dài xài cái quạt này hả? Quạt này hả? Đây là nhà. Tối con ngủ đây hả? Rồi hơi đắt cái lên sao chịu nổi? Rồi hơi đắt cái lên sao chịu nổi? Trời ơi. Cái này mình phải ở ví dụ như cái giường nó cao cao quá. Thất nghiệp quá. Rồi anh đi làm gì chị hả? Anh đi làm hồ mà nay anh theo người ta rồi. Có gì đó luôn hả? Ủa chị là người Bắc nhưng mà chị quê ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Theo chồng về đây được bao lâu rồi? Từ năm dịch tới giờ. Trời, thất nghiệp quá. Ngọc ơi, cho chú Hồng mượn cái mít. 2 năm mấy đúng không? Dạ. Còn cảnh thất nghiệp quá.
bé nhỏ chị chị. Dạ rồi, bé rồi, Út ơi. Bé Út năm nay nhiêu nhiêu tuổi vậy? Dạ con nó nhiêu tuổi con nói chung nghe kìa. Con rồi, 5 rồi, tuổi. Ông đi làm hồ cái ông đi theo con gái luôn. Dạ. Bỏ ba mẹ con vậy đó. Bà bỏ bốn mẹ con mà bé lớn nó đi làm. Cái chỗ này người ta cho mình sống hay là mình tự sống này? Mình tự sống tại lúc trước em cũng có căn nhà bên kia chồng của má chồng á, rồi bà cứ nói vô nói ra rồi chồng em che cái bạt này nè. Rồi có cái chị nó chỉ cho 2 triệu mua tô này, mới lập đây này, mới lập mới được tháng ngoài à. Mới lập tô này là mới mới cưa xin coi. Tấm bạt này là của đám cưới người ta cho á. Ta cho rồi chồng em về làm nhưng mà vậy con dắt chú Hậu qua bên cái bếp được không? Rồi rồi người ta cho rồi mình lập nhưng mà mưa nắng 2 năm nó giọt quá rồi cái chị đó thấy chị lại chị quay chị thấy tội nghiệp quá chị cho 2 triệu mua tôn xong rồi ra cũng hỗ trợ cho được 2 triệu ăn Tết có gì. Ủa rồi con xài nước ở đâu? Trong Tết đông lắm, Tâm nè, rồi Nguyễn Kha nè, rồi nhiều lắm, 5-6 người lận đi xe con xuống á. Uống nước bình hả? Cái nhà này nếu mà mưa xuống rồi nước nó tràn như trong sao? Nó không có tràn nhưng mà, dạ, nó không có tràn, nó không có tràn nhưng mà nói chung là mình ở đây là ở tạm bợ thôi, lúc nào người ta đuổi hay lúc đó thôi. Tại đất này đất của người ta mình ở đỡ á. Mình ở đỡ con ta rồi lúc nào người ta đuổi nha. Thì em nghĩ chắc cường người ta không đuổi đâu. Con mấy tuổi rồi? Dạ con nói chuyện với chú ấy con. Rồi dạ con 5 tuổi. Hai chị em có được đi học không? Ủa sao bé nói tiếng Lai Bắc mà con bé này là sanh ở ngoài Bắc, bé này là sanh ở trong đời. Nó không được đi học. Bé nhỏ sanh ở trong Nam. Dạ. Nó không được đi học. Dạ. Chị tên gì chị ha? Dạ em tên Phương. Chị Phương. Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em nay 40. Gặp ông xã bao lâu mà giờ ông xã? Gặp ông xã này nó 10 năm à. Rồi ông đi làm hồ rồi ông bỏ mấy mẹ con bao lâu rồi chị? Bỏ này nó mấy tháng rồi. Ông về luôn? Dạ. Có liên lạc bây giờ? Không. Sao mà ông bỏ đi? Cuộc sống nghèo tại quá. Chắc cuộc sống khó khăn quá với mình không có khả năng nuôi nổi. Quê ông ở đâu chị ha? Quê ở đây luôn. Bỏ con về chợ vậy hả? Thương quá cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình có dịp gặp được bé Ngọc ở trong một cái khu vườn, khu rừng, một chỗ một cái cánh đồng rất là quang, bên hông toàn là nghĩa địa không. Thì sẵn bé hướng dẫn giúp cho mình đi tham quan khám phá ngôi có, nhà quang có luôn. Cái sau đó là bé dắt về nhà mình thấy ngôi nhà mình thấy thật sự rất là tội nghiệp. Cũng chết ở đó mà trời mưa lại em mưa gặp ở đây nè. Nói là muốn nổi vậy nè. Cứ mùa mưa cái ông về ông hỏi có còn cơm nguội không. Ông hỏi gì đó. Về đây ra đây luôn. Ở đâu chị? Ở bên đó đó, bên đầu bên đó đó. Ông cũng bán vé số. Sao chết? Bán vé số kiểu như chắc là nhậu nhiều hay sao á rồi chết. Rồi cứ về cái bữa đầu tiên em về đây ở này là cái ông nói có còn cơm nguội không, cho chén cơm nguội đói lắm rồi. Cái em biết lúc đó là chồng em còn ở đây. Chị thấy em gõ gàng luôn hả? Thấy gõ gàng chống gậy mà cả mưa á. Sợ lắm. Nhưng mà cũng mình không có đất của ai là mình cũng ráng. Rồi cảm giác chuyện sao lúc đó? Lúc đó cũng sợ chứ, dậy mới nói với chồng ơi có người ta xin cơm. Cái chồng em nói là thời đến sáng giờ đi chợ rồi mua đồ cúng cho anh Thái. Từ đó là em cúng là cũng thấy nhưng mà thấy ít. Cứ ra mùng 1 là về sân. Mà chị ở đây nhà nước không muốn đuổi như nào mà đuổi. Đúng rồi, ở đây là đất của nhà nước mà mình mua người ta muốn đuổi lúc cái nào. Cái là cá nói. Mắm ta nuôi hay là mình tự nuôi? Em tự nuôi nhưng mà hết vốn rồi. Hết vốn ấy mẹ con không có khả năng nuôi rồi giờ cũng cứ thả cũng còn ít cá ở dưới lúc trước chồng em thả nhưng mà bây giờ ông đi làm rồi ông đi luôn vậy đó rồi có thường điện về không? Không có điện bữa rồi bữa mấy mẹ con sống vậy thì tương lai của mấy đứa bé không được đi học làm sao chị không? Vậy chị em cũng cố gắng nhưng mà giờ có mình bé nhỏ nó được đi học còn bé lớn bên này thì nó nghỉ lâu rồi. Nghiệp quá. Bé nhỏ là học mẫu giáo hả? Mẫu giáo. Chị sống ở đây chị có sợ không? Có chứ sợ chứ. Thấy đàn ông trong nhà đó. Cũng sợ cũng nói nhưng mà giờ mình cái điều kiện mình không có khả năng thuê nhà cái thứ nhất cái thứ hai nữa là mình không có khả năng đi ra ngoài để ở cho nên cũng không dám cũng ráng phải chịu chứ giờ
Nếu mà kêu mấy mẹ con ra ngoài nhà trọ mướn thì chắc chắn là không có điều kiện. không có điều kiện, tại em cũng bệnh tim nên nó mệt lúc nào nó mệt cho nên nó cũng không không có khả năng để Bây giờ đi nói ra nghe nè, ngoài. chị có thể giới thiệu tên tuổi của mình với địa chỉ đây được không? Dạ được á. À, chị tên gì chị ha? Dạ em Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương, chị năm Dạ nay bao nhiêu tuổi rồi? dạ em năm nay 40 tuổi. 40 tuổi. Địa chỉ đây là gì chị ha? Ở đây là ở phường ở khóm 1 phường 5 thành phố Sóc Trăng. Cặp với nghĩa địa người Hoa luôn. Dạ. Ví dụ như người ta muốn liên hệ với chị thì bằng cách Em nào? có số điện thoại Chị có thể đọc số điện thoại chị được không? 077 3303 04084 Đọc lại cái nữa cho khán giả nghe nè. 0077 Rồi 077 dạ 33 33 03 03 084 084 của chú anh dạ chị em mình, nếu mà quan tâm thì có thể liên hệ qua số này gặp chị Nguyễn Thị Phương. Đang sống ở trong một cái căn chòi nhỏ heo hút như thế này, mấy mẹ con không có điện nước gì hết. dạ Rất là tội. À, cảm ơn chị Phương nhiều ha. dạ Mưa có giọt không chị ha? có mưa cũng giọt cũng giọt chỗ đây chỗ đó, tại mình đàn bà mình không có làm được kỹ năng cho lắm cho nên nó cũng giọt đó. Con có muốn được đi học hay là muốn được đồ mới không? Dạ có đấy. Con có nhớ ba không? Con tên gì nói cho khán giả biết nè. Dạ con Danh Thị Như Ý. Như ý. Chị con tên gì? Chị con ấy tên gì? Như tên bóng Ở hả? nhà kêu tên bóng. Rồi cho hai chị em mỗi đứa 50.000. Hai chú Nè. cho mỗi đứa 50.000, hai chú là cho 100 nữa. Rồi con Dạ đón cảm xe. ơn chú đi con. Anh ta lại. Cảm ơn chú ở đây nè. Cảm ơn chú bên đài. Rồi đi thôi cảm ơn. dạ Rồi. vậy em cảm ơn các anh. Cảm ơn chị. Cũng mong dạ các nhà hảo tâm có xem video của chú Cụ Vlog với các bạn đã đồng hành đi chung đó. Gọi về số điện thoại chị Phương để giúp đỡ những hoàn cảnh như thế này rất là khó khăn. Dạ bữa anh cha cũng hỏi là nếu mà bây giờ có được xây nhà thì có nơi có được hỗ trợ nhà thì có được không anh? Cái này là mình phải hỏi qua cái của cái bãi rừng này. Cái anh nói nếu mà được thì anh đi anh xin đi rồi điện cho anh hứa cũng xuống nhưng mà từ lâu lâu rồi không thấy xuống. Chào mấy đứa nha. Dạ chào chú đấy con. Chào Như Ý, Như Ý chào chú đấy con. Cưng quá. Rồi chào chị. Bye bye chú. Dạ chào các anh nhé. Dạ. Dạ. Ủa giờ mình đi thẳng đường này ra. Đi đi thẳng đường này ra được. Quá dừa. Xong ra thì gặp chị. Có cái ai nữa. Tâm thì cũng đi qua đây qua. Dạ. Đông lắm. Vô căn nhà hoang đông đông hơn. Dạ, cũng đi qua nhà hoang bển á.